Lễ hội Sen Don Ta là mùa tri ân tưởng nhớ tới cho ông bà, cha mẹ đã khuất của đồng bào Khmer, các tỉnh Nam Bộ. Tết Don Ta diễn ra vào 3 ngày, từ 29 tháng 8 đến 1 tháng 9 âm lịch hàng năm. Đây được coi là một trong những dịp lễ hội truyền thống lớn nhất, mang đậm bản sắc văn hóa của người Khmer Nam Bộ. Ngày cuối cùng là lễ đưa tiễn ông bà tổ tiên được tổ chức tại các gia đình, cũng là dịp con cháu trong gia đình quay quần sum vầy. Gia đình ông bà Thạch Sang ở phường 9, thành phố Sóc Trăng đã dành cả buổi sáng để chuẩn bị cho lễ đưa tiễn ông bà, nghi thức cuối cùng trong 4 nghi thức chính của lễ hội Sen Don Ta. Mâm cơm cúng lễ với đầy đủ các món ăn truyền thống của đồng bào Khmer dâng lên ông bà, cha mẹ đã khuất. Chủ nhà đã mời được các vị sư sãi trong chùa đến tụng kinh, cầu siêu để tiễn đưa linh hồn người quá cố khi kết thúc mùa lễ. Lễ Don Ta đó như là theo người Việt nó kêu lễ báo hiếu, mùa báo hiếu cha mẹ. Như là tới như là rằm tháng 8 tới 30 tháng 8 người ta làm trong nửa tháng đó để cho con cháu như là để như là báo hiếu cho cha mẹ. Lễ Don Ta là cũng như là mình nhắc nhở tới cái người thân của mình đã mất đi á, rồi mình nhớ lại cái mình cúng kiến để mà mình nhớ ơn những cái người thân của mình mất đi đó. Trong gia đình mình lại mình sum họp nhau lại cho mình ăn cho nó vui. Đây là vật phẩm không thể thiếu trong lễ cúng vốn gắn liền với cuộc sống vùng sông nước. Chiếc thuyền bằng bè chuối có gắn thêm cờ phướng, có một chút gạo, muối, tiền. Sau khi cúng lễ, thuyền sẽ được thả dưới dòng sông, kênh rạch gần nhà để đưa ông bà và người thân quá cố về lại thế giới bên kia. Hồi xưa coi như là không có đường bộ như vậy, coi như là rất cái đường sông rất nhiều. Thành ra mới đưa bằng thuyền, ông bà về bằng thuyền, thành ra mới có thuyền đưa theo cái đường sông cho ông bà về. Lễ Sen Don Ta hay gọi là lễ cúng ông bà nhằm tưởng nhớ đến công ơn và cầu phước cho linh hồn của các bậc sinh thành, những người trong thân tộc quá cố và tri ân tổ tiên đã khai phá đất đai, phù hộ cho phum sóc được bình an, thịnh vượng. Lễ thường diễn ra trong nửa tháng với 4 nghi thức chính, lễ dâng cơm vắt, Bos Bai Ben, lễ cúng ông bà, Sen Don Ta, lễ rước ông bà, Phuchum Ben và lễ đưa tiễn ông bà, Chung Don Ta. Lễ Sen Don Ta hay còn gọi là lễ cúng ông bà là lễ truyền thống của đồng bào Khmer, thể hiện truyền thống đạo lý cây có cội, nước có nguồn của dân tộc ta, mang tính nhân dân và tính giáo dục sâu sắc. Cuộc sống ngày càng hiện đại, nhưng lễ Sen Don Ta của đồng bào dân tộc Khmer vẫn luôn được lưu truyền và bảo tồn để nhắc nhớ người đang sống, gìn giữ chữ hiếu với cha mẹ, ông bà, lòng tri ân với tổ tiên đã đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương. Đây cũng là những ngày hội của những điệu múa, lời ca đậm đà bản sắc Khmer vang lên ở mỗi phum sóc xóm làng.